mạng xã hội đang lan truyền thông tin nữ tiếp viên xe buýt bị hành khách đâm tử vong trước giờ xe buýt tạm ngưng hoạt động khiến dân mạng đau xót. Trong một nhóm trên pha xe buýt, tài khoản tờ viết, nghe nói hung thủ là người đàn ông ở Củ Chi, ông này có vợ con nhưng hay đánh đập vợ, cả xóm khiếp sợ ổn mê cô bán vé xe buýt nên ngày nào cũng bắt xe đi, không cho lên xe thì ổn chọi đá. Chiều nay đi tuyến cuối, xuống trạm thì ổn đâm cô bán vé. Những người dùng mạng xã hội đã bàng hoàng, không tin được lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy với nữ tiếp viên xe buýt cho đến khi xem được một đoạn clip ở phần bình luận. Dã man quá, người này tâm thần có vấn đề rồi, mọi dợ quá. Là những bình luận của dân mạng. Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ việc trên và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 ngày 31 tháng 3 trên xe buýt số 87 mang bác sĩ 51-30076 chạy tuyến bến xe Củ Chi An Nhơn Tây do tài xế nở. V. Đờ điều khiển lưu thông trên tỉnh Lộ 7. Theo báo cáo của Hợp tác xã Vận tải 195 gửi Sở Giao thông Vận tải, chuyến xe này xuất phát từ bến xe Củ Chi lúc 15 giờ, khi đang đi trên đường tỉnh Lộ 7 gần khu vực chợ Lô 6. Vào khoảng 15 giờ 25 phút bất ngờ có một hành khách nam đang ngồi hàng ghế gần cửa trước tiến đến khu vực tiếp viên ngồi và dùng dao đâm tiếp viên trọng thương. Hậu quả, nữ tiếp viên L. T. M. T. sinh năm 1969, ngụ huyện Bình Chánh, bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện An Nhơn Tây cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc đã được trình báo cơ quan công an xã An Nhơn Tây giải quyết. Giống như cái đường giờ giống như đây giờ đúng không? Giờ chạy đâu mà xong rồi đường thủy qua đụng dữ vậy. Chán ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ cá nó tính phóng bay mà. Ồ đã quá. Wow, em nữa. Đây nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Đây. Liện em cá lại đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con nó nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp phẫn vẫn. Lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đặng thăm kia đi tới luôn.